Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức nha. Tin tức ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 12 có nội dung chính sau đây. Sáng nay có một tin vui dành cho anh em mạng xã hội, đó là đám cưới diễn viên Ngọc Thuận sau việc đổ bộ như là đi thảm đỏ, quậy đục nước trong ngày vui của đồng nghiệp. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cặp đôi cũng chính thức về chung một nhà. Trong đám cưới thì dàn sao đình đám cũng đến chung vui cùng nam diễn viên. Tối ngày 17 tháng 12, Ngọc Thuận và bạn gái kém 17 tuổi của mình đã tổ chức lễ cưới tại một địa điểm sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo nam diễn viên, phim Gạo Nếp Gạo Tẻ tiết lộ, tiệc cưới mời khoảng 400 khách và trong đó thì các khách mời đều là những người thân của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết trong showbiz Việt Nam của chúng ta. Để chuẩn bị cho những ngày trọng đại này thì Ngọc Thuận và bà xã đã dành cho 2 tháng để lên chi tiết tất cả các khâu với mong muốn mang đến một buổi tiệc vừa ý nghĩa vừa ấm áp. Cặp đôi xuất hiện từ rất sớm để chào đón những vị khách quý mến của mình có mặt tại địa điểm tổ chức hôn lễ, là dàn khách mời gồm nhiều sao Việt nổi tiếng như là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, vợ chồng Lê Phương Thúy Diễm, Lê Thế Thành và TV Trần, Huy Khánh, Nam Cường, Trương Minh Quốc Thái. Trong ngày trọng đại thì Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc diện trang phục tinh khôi, khoe fashion xinh đẹp và trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mặc dù hơn bà xã 17 tuổi, song Ngọc Thuận vẫn trông khá là chênh lệch so với Bích Ngọc, có nghĩa là rất trẻ đó anh em nè. Trong ngày vui của nam diễn viên thì ngôi sao đình đám làng giải trí Việt Nam thì thi nhau lên đồ lộng lẫy, dường như đám cưới của Ngọc Thuận và Bích Ngọc trở thành một địa điểm thảm đỏ quy mô lớn của lễ cưới. Xung quanh địa điểm đám cưới thì cặp đôi ưu tiên thiết kế theo kênh khớt hoa lá. Toàn bộ sảnh chờ đều được phủ trên những bông hoa trắng đầy lãng mạn và tinh khôi. Nghi thức tổ chức của cặp đôi được diễn ra theo truyền thống, cả hai cùng rót rượu, cắt bánh dưới sự chứng kiến của hai bên bạn thân và hai họ. Lúc nhập tiệc mừng thì dàn sao Việt quậy đục nước đến mức bất chấp hình tượng. Nhiều đồng nghiệp của nam diễn viên đã cùng lên sân khấu chung vui với người bạn thân tri kỷ của mình. Thì đó là ngày vui, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho cặp đôi này. Mà anh em thấy này, mấy ông làm nghệ sĩ, mấy ông hốc tặng cái đẹp không ạ? Anh em thấy không? Không phải nói chứ, mấy ông hốc hết cái đẹp rồi tới lượt tôi, không biết có con nào lấy không, tôi không biết nè. Mong cô chừng của tôi nghe. Thôi anh em chúc mừng nghe. Tạm biệt em, nhớ đăng ký để chung kênh tôi.